Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu món xôi đậu xanh bằng nồi cơm điện nhé. Để chuẩn bị cho món này thì các bạn ngâm cho mình gạo lếp này. Gạo lếp thì các bạn ngâm cho mình dùng nửa cân gạo lếp các bạn nhé. Mình đã ngâm được 6 đến 8 giờ thì sau đó các bạn sẽ đi vo lại cho mình để cho mình bỏ hết cái nước chua này đi. Đây, gạo lếp các bạn nhé. Và các bạn ngâm cho mình đậu đen thì mình dùng 100g. À quên, đậu xanh, mình nói nhầm các bạn nhé. Đậu xanh các bạn cũng ngâm cho mình 100g. Và mình ngâm độ 4 giờ các bạn nhé. Và mình cũng đi bỏ hết cái nước chua này đi. Thì đậu của mình nó sẽ đỡ chua hơn khi chúng ta ngâm ấy. Và khi chúng ta ngâm ấy thì các bạn nên ngâm với một chút muối nhé. Mình đã ngâm trước rồi để cho đỡ mất thời gian ấy. Thì mình chuẩn bị từ trước và khi ngâm ấy, thì mình đã cho mỗi thứ một ít muối vào thì gạo của mình nó sẽ không bị chua và đậu cũng không bị chua. Và bây giờ mình sẽ đi vo lại để cho hết cái nước chua này đi. Và gọi là vo chứ hóa ra mình chỉ cần đi xả nước thôi, để vài lần nước để cho nó hết cái chua là được các bạn ạ. Còn đừng vo vì trước khi ngâm chúng ta đã thường phải vo sạch rồi. Và bây giờ mình mà vo là sẽ nát hạt gạo ra cũng như nát hạt đỗ ra nhé. Các bạn cho ra một cái giá cho mình. Đây, mình đã cho đậu xanh và gạo lếp vào một cái giá như này các bạn nhé. Các bạn xóc đều lên để mình trộn để cho nó đều ấy, phần đỗ và phần gạo nhé. Nửa cân gạo lếp thì các bạn cho mình độ 100 đến 150g đậu xanh nhé, tùy theo các bạn ăn nhiều hay ít. Bây giờ mình sẽ cho muối vào để mình trộn lên. Các bạn cho mình ít muối nhé, để cho cái nồi xôi của chúng ta ấy có vị đậm đà nhé. Và mình cũng sắp nó lên. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào nồi cơm điện. Các bạn chuẩn bị một cái nồi cơm điện. Đây, phần gạo mình đã cho vào rồi nhé. Và bây giờ mình sẽ cho phần nước. Các bạn để nước lọc cho mình nhé. Vì mình ngâm ấy, gạo nó đã có độ lở rồi. Đậu cũng có độ lở rồi nên các bạn chỉ cần cho vừa nước thôi. Đây các bạn, gạo đây, nước đây. Các bạn chỉ cần cho nước xâm xấp như thế này thôi nhé. Đây. Là được. Và mình sẽ cho một chút dầu ăn hoặc mỡ, tùy theo các bạn nhé. Các bạn thích ăn dầu ăn hoặc mỡ đều được. Đây mình cho vào. Thì xôi nó có độ bóng nhé. Bỏ đều nhé. Còn bây giờ mình sẽ cho vào nồi cơm. Các bạn thổi như là chúng ta nấu cơm bình thường thôi. Đây các bạn, mình cho vào nồi cơm nhé. Và bây giờ mình sẽ nấu nhé. Và các bạn bật nút nấu cho mình nhé. Mình nó đang dở được rồi. Đây các bạn bật nấu cho mình. Khi nào nó sôi lên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp nhé. Đây các bạn, khi nồi sôi của mình nó đã sôi đấy và hơi nó bốc lên rất nhiều các bạn nhé. Và các bạn cứ để cho nó sôi nhé. Và mình không làm gì vội. Vì khi nào mà nồi sôi của chúng ta nó bật lên nút trên rồi ấy, thì một lúc thì chúng ta mới mở ra để kiểm tra xem sôi như thế nào nhé. Còn bây giờ các bạn đừng mở ra, mình mở ra là sẽ mất hết chất dinh dưỡng các bạn ạ. Đây bây giờ mình sẽ mở nồi sôi ra mình kiểm tra các bạn nhé. Đây các bạn, sôi của mình rất tơi đây.
Các bạn cứ ngâm cho mình gạo như vậy và mình chỉ cần cho một chút nước như thế thôi, không cần nhiều nhé. Đấy. Khác gì các bạn là thổi bằng chõ đâu. Khi chúng ta ghế xong nhé, các bạn mà muốn ăn ngọt một chút ấy, thì chúng ta có thể cho thêm một chút đường nhé. Và các bạn không muốn ăn ngọt thì thôi cũng được nhé. Mình cho một chút đường vào thì nó sẽ ngọt, xôi của mình nó sẽ ngon hơn nhé. Và các bạn đảo đều lên để cho cái đường này nó vào với xôi một chút. Như này thì xôi của mình nó sẽ có độ ngọt và độ béo. Mình sẽ dập lại một lần nữa như nấu cơm các bạn nhé, thì để cho nó xôi của mình nó khô hẳn đi. Còn như thế này là vẫn hơi nước một chút. Còn các bạn lại dập như mình nấu cơm ấy. Đấy nha, các bạn ấn xuống cho mình. Rồi. Lần này nó bật lên là mình sẽ được thôi. Đây các bạn, khi nồi xôi của chúng ta đã dập lên lần nữa rồi nhé. Đã bật lên rồi. Và các bạn kiểm tra cho mình xôi đã chín chưa nhé. Đấy, rất tơi và ngon. Hạt gạo các bạn bóp ra, nó không còn cái gì ở trong mà dẻo dính kết như này là được nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đem ra đĩa. Xôi rất tơi và ngon các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ cho ra đĩa là được. Đây các bạn, đây là thành phẩm của mình sau khi làm xong đấy. Với gạo lếp thì chúng ta ngâm từ 6 đến 8 giờ và đậu xanh thì chúng ta ngâm khoảng 3 đến 4 giờ các bạn nhé. Và khi ngâm thì các bạn nên cho mình một chút muối và đậu và cũng cho một chút muối vào gạo nhé. Thì để gạo nó sẽ không bị chua. Và mình nấu bằng nồi cơm điện thì các bạn chỉ cần cho một xíu nước thôi. Chưa cần phải đến bằng gạo các bạn nhé. Nào, mình đã có một đĩa xôi tươi dẻo ngon như thế này rồi. Không mất nhiều thời gian của các bạn chỉ cần đặt vào nồi cơm điện một lúc xong là mình sẽ có một đĩa xôi như thế này. Và chỉ cần thêm một chút dầu ăn và một chút muối. Và là muốn ăn ngọt thêm thì mình cho một xíu đường như vừa nãy của mình đấy nhé. Một gọi là một thìa, nửa thìa ăn canh đường thôi. Là mình sẽ có đĩa xôi ngon và cả nhà ai cũng thích ăn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.